Chiều ngày 2 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết tàu cá mang số hiệu BTH83404TS đã bị chìm tại vùng biển Phú Quý, làm 6 người rơi xuống biển. Trong đó, 5 người đã được cứu vớt, trong khi một người vẫn đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, chiếc tàu cá trên do ông Đỗ Văn Thương, sinh năm 1978, trú tại huyện Phú Quý, làm thuyền trưởng. Chiếc tàu dài 9,6 mét đã gặp lốc xoáy khi đang khai thác thủy sản cách đảo Phú Quý khoảng 4 hải lý. Lốc xoáy đã làm chiếc tàu bị lật úp, khiến toàn bộ 6 lao động rơi xuống biển. Ngay sau đó, các tàu cá đang đánh bắt gần đó đã cứu vớt được 5 người, còn một người hiện vẫn đang mất tích. Đến trưa cùng ngày, có 7 tàu cá đang hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Trên chiếc tàu cá gặp nạn đang được 2 tàu cá của địa phương kéo về đảo Phú Quý để sửa chữa. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng và hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tìm kiếm và cứu giúp nạn nhân khi phát hiện. Đồng thời, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương để thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu và gia đình nạn nhân mất tích.